Từ hôm nay mùng 1 tháng 4, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ đóng cửa 6 trong tổng số 7 bãi rác thải trôn lấp trên địa bàn các thôn. Toàn bộ lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom đưa về bãi rác ở thôn Phúc Lâm để trôn lấp tạm thời, tiến tới xây dựng điểm trung chuyển rác để đưa toàn bộ rác thải rắn sinh hoạt về nhà máy xử lý rác thải tập trung của tỉnh để xử lý. Đây là xã đầu tiên của huyện Tứ Kỳ chấm dứt việc trôn lấp rác thải tại các bãi trôn lấp ở các thôn khu dân cư thực hiện nghị quyết ngày 22 tháng 2 năm 2024 của Đảng ủy xã về đẩy mạnh thực hiện việc phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình và hoàn thiện dịch vụ quản lý thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt. Xã Minh Đức đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giám sát các hộ dân phân loại và xử lý rác thải hữu cơ ngay tại hộ gia đình. Đến nay, toàn xã đã có 95% số hộ gia đình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ đảm bảo thực chất và hiệu quả. 99% hộ gia đình ký cam kết phân loại và xử lý rác thải. Các thôn, các tổ chức đoàn thể phân công thành viên đến từng hộ dân để hướng dẫn và cấp phát men vi sinh xử lý rác thải hữu cơ trong các bể chứa, thùng ủ. Tổ dịch vụ môi trường xanh Minh Đức được thành lập đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 4 để thu gom rác thải trên địa bàn toàn xã, thay thế cho các tổ vệ sinh môi trường của các thôn.